Nhất thiết pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Lăng Nghiêm, chương Thanh Tịnh Minh Hối, tập 5. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: tháng 11 năm 1992. Địa điểm: Trường De Anza, California, Mỹ Quốc. Chuyển ngữ: Hạnh Chương. Biên tập: Bình Minh. Xin mở giảng nghĩa. Trang thứ sáu, hàng thứ ba. Trang thứ sáu, hàng thứ ba. Chúng ta đọc qua kinh văn đối chiếu xem. Nhược ngã diệt hậu, kỳ hữu tỳ kheo, phát tâm quyết định, tu tam ma đề, năng ư Như Lai, hình tượng chi tiện, thân nhiên nhất đăng, thiêu nhất chỉ tiết, cập ư thân thiện, nhiệt nhất hương chú. Ngã thuyết thị nhân, vô thị túc trai, nhất thời thù tất, trường ấp thế gian, vĩnh thoát chư lậu. Tuy vị tức minh, vô thượng giác lộ, thị nhân ư pháp, dĩ quyết định tâm. Chúng ta xem đến đoạn này. Đây là tôn chỉ trong kinh này, là dạy cho chúng ta có thể xả thân, bố thí hành đạo Bồ Tát. Hành môn quan trọng nhất chính là bố thí, cũng chính là xả. Không những xả bỏ vật ngoài thân, đến thân thể này cũng phải xả. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Trong kinh dạy chúng ta hoàn toàn là biểu trưng xả thân vì pháp, xả thân vì chúng sanh, là ý này. Tuyệt đối không được ngộ nhận. Một đích xả là muốn nhất định thành tựu tam học giới định tuệ. Ở đây chỉ nói tam ma địa. Tam ma địa thuộc về định. Nói đến định tức bao gồm giới và tuệ. Ở trước thường nói đến tam vô lậu học. Ở trước tượng Phật, cầu Phật chứng minh cho chúng ta. Chúng ta phát đại tâm đại nguyện, buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, chính là ý này. Trong biểu pháp thắp đèn, đốt một liều trên thân, hoặc đốt ngón tay, đốt một ngón tay, đốt một ngón tay để cúng Phật, hoặc đốt liều trên thân. Đốt liều này ở Trung Quốc rất phổ biến. Chẳng hạn như thọ giới Bồ Tát, cư sĩ tại gia đốt liều trên cánh tay, đốt liều ở cánh tay. Người xuất gia đốt liều trên đỉnh đầu. Đây gọi là đốt một nén hương. Có người ngộ nhận, đại khái đốt liều càng nhiều càng tốt.
càng có thể tiêu tai diệt tội. Như trong kinh nói, nợ từ vô thị kiếp một lúc trả hết tất cả. Thật sự có thể hết chăng? Giả như đốt hết cả thân thể này, ý niệm nhân ngã thị phi vẫn tồn tại, như vậy nghiệp chướng cũng không tiêu được. Chứ gì phải nhận thức rõ ràng thế nào gọi là nghiệp chướng. Vọng tưởng là nghiệp chướng, phiền não là nghiệp chướng. Nếu như thật sự đốt một liều, đốt một ngón tay, từ đây về sau đoạn tận mọi phiền não, vọng niệm đều không sanh, thì thật sự tiêu trừ rồi. Nếu không như vậy, đốt hết toàn thân, phiền não tập khí vẫn không đoạn được. Nhất định phải nhận thức rõ ràng vấn đề này. Đức Phật dạy rằng, chúng ta đốt liều là để người khác thấy, có thể xả thân, cũng là nhắc nhở bản thân mình đã phát nguyện đốt bản thân để chiếu soi người khác. Mình đã phát nguyện này không được làm trái bổn thệ nguyện của mình. Nói lời phải giữ lời, sao có thể nói đâu để đó. Ý nghĩa của nó, ý nghĩa thật sự là quên mình vì người, vì lợi ích của chúng sanh, có thể hy sinh thân mạng mình cũng không tiếc. Ý nghĩa quan trọng của việc đốt liều là đây. Nếu ý niệm này kiên định, tất cả vì chúng sanh, không hề nghĩ đến bản thân mình. Chứ vậy thử nghĩ xem, vọng tưởng phiền não sẽ rất ít. Tất cả mọi vọng tưởng phiền não đều phát sanh từ lợi ích chính mình, được mất của chính mình. Phải đoạn ý niệm này, tất cả vì chúng sanh, không hề liên quan đến mình. Cho nên nó không có. Đạo lý là đây. Quý vị đọc xong cuốn kinh này, quý vị đừng đốt thật. Đốt một chấm trên thân thể không sao. Vì sao vậy? Vì không trở ngại đến công việc. Nếu đốt một ngón tay, thiếu một ngón tay làm gì không phương tiện. Đốt hai ngón, ba ngón, như vậy càng không phương tiện. Bồ Tát Quán Thế Âm hai tay vẫn chưa đủ dùng, phải hiện ra ngàn tay. Hai con mắt không đủ dùng, phải hiện ra ngàn mắt. Phải hiểu rõ đạo lý này. Ý nghĩa chủ yếu là vậy, chúng ta lấy thân thể, lấy tinh thần, lấy trí tuệ để phục vụ chúng sanh. Đây mới thật sự là đốt liều, thật sự đốt ngón tay, thật sự đốt liều. Đốt liều trên thân thể, Phật giáo trên toàn thế giới chỉ có ở Trung Quốc. Các quốc gia khu vực khác không thấy, bao gồm cả Lạt Ma ở biên cương đều là Phật giáo, họ cũng không đốt thân, cũng không có dấu hiệu đốt liều. Chỉ có Trung Quốc thịnh hành. Ở Trung Quốc nếu không đốt vài chấm trên thân, mọi người không thừa nhận quý vị không phải đệ tử Phật. Có chế độ này.
nhưng không đốt trên thân. Họ thật sự phát tâm này quên mình vì người, đó mới là thật sự đốt liều, đốt ngón tay, đốt liều thật sự làm. Chúng ta phải hiểu rõ tinh thần của nó, nghĩa là khi phát nguyện trước Phật Bồ Tát, làm chứng cho bản thân, xả được điều khó xả, như vậy mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Bên dưới nói ngã thuyết thị nhân vô thị túc trai, đời đời kiếp kiếp nợ nghiệp của vô lượng vô biên chúng sanh. Nghiệp nếu có cái tôi gánh nặng, tôi phải trả nợ. Trả hết được chăng? Trả không hết. Khi nào đến vô ngã, cái tôi không còn. Cái tôi không còn vậy ai nợ, ai trả nợ? Không còn nữa. Tóm lại một câu, nghiệp từ vô thị kiếp đến nay có tồn tại hay không? Vấn đề là ta còn có cái tôi hay không? Còn cái tôi nghiệp trai chắc chắn tồn tại. Khi gặp cơ duyên nợ mạng phải trả mạng, nợ tiền phải trả tiền, không ai không trả. Chứng được A-la-hán trở lên, A-la-hán và chư đại Bồ-Tát không còn có cái tôi. Họ cần trả chăng? Không trả. Tuy họ không trả, nói thật, so với trả không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Vì sao vậy? Vì họ đã giác ngộ, họ giúp tất cả những chúng sanh khổ nạn. Đó là đại từ đại bi, cứu độ tất cả chúng sanh. Chưa đến mức độ này là trả nợ, đến trình độ đó không phải trả nợ. Còn tích cực hơn là trả nợ, còn nỗ lực hơn. Phương pháp trong kinh điển này dạy cho chúng ta, có thể nói từng câu từng chữ đều dạy chúng ta làm sao để thoát ly sanh tử luân hồi. Nói cho chúng ta việc lớn này, vô thị túc trai nhất thời thù túc, xả bỏ cái tôi không còn. Trường ấp thí gian vĩnh thoát chư lậu. Chư lậu là chỉ kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não là nhân, luân hồi lục đạo là quả. Đoạn nhân quả tự nhiên không còn, như vậy là vĩnh viễn thoát ly tam giới lục đạo. Trường ấp là ra đi vĩnh viễn, từ biệt thế gian này. Tuy vị tức minh vô thượng giác lộ, câu này chính là nói Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh. Tuy họ chưa kiến tánh, công phu chưa đạt đến trình độ này, chỉ đoạn kiến tư, nói cách khác chưa phá trần sa và vô minh, tức thuộc về cảnh giới này. Tiểu thừa A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát đều là cảnh giới này. Họ đích thực đã thoát ly luân hồi lục đạo. Thị nhân ư phá dĩ quyết định tâm. Tuy rằng chưa kiến tánh, nhưng
họ đối với việc tu học để minh tâm kiến tánh có lòng tin chắc chắn, biết vấn đề này là thật, bản thân tương lai nhất định chứng được. Như Kim Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Họ hướng đến mục tiêu này để tiến lên. Người niệm Phật chúng ta cũng không ngoại lệ, cũng phải buông bỏ tất cả thân tâm thế giới mới có thể chứng được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội ở đây gọi là tam ma địa, mới thật sự đạt được. Được niệm Phật tam muội mới vĩnh viễn thoát ly luân hồi, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, có sự nắm bắt chắc chắn. Nhược bất chi thử, xả thân chi nhân, tuấn thành vô di, tất hoàng nhân sanh, khô kỳ túc trai. Đức Phật nói, nếu như ta không thể xả thân, ở đây nói rất rõ ràng, xả thân ở trước nói rằng đốt một liều, đốt một lóng ngón tay, cho đến đốt một liều trên thân. Ý của xả thân không rõ ràng, ở đây nói ra một cách minh bạch. Xả thân tuyệt đối không tham luyến thân thể này, thân còn không tham luyến, còn có thể xả, huống gì vật ngoài thân. Vật ngoài thân thứ nào có thể ảnh hưởng đến quý vị? Đương nhiên cũng dễ dàng buông bỏ. Chúng sanh khó buông bỏ nhất là thân. Thân còn có thể buông bỏ thì không có gì không buông bỏ được. Ở đây nói rõ cho chúng ta biết, di nhân di tức là nhỏ bé. Đối với hàng phàm phu nó thật ghê gớm, đây đâu phải là nhân nhỏ bé, nhưng đối với chư Phật Bồ Tát thì nhỏ bé vô cùng. Vì sao vậy? Vì trong ba loại phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, ta mới đoạn tận kiến tư mà thôi. Chỉ xả kiến tư phiền não, tức lìa bỏ được tam giới. Vì sao còn có trần sa và vô minh? Cho nên đây gọi là nhân nhỏ bé. Nếu trong Pháp Môn Đại Thừa nói 51 địa vị Bồ Tát, quả báo xả thân chứng được chỉ ở Bồ Tát thất tín vị của thập tín vị đệ thất tín. Từ đệ bát tín trở lên còn có hơn 40 địa vị. Đương nhiên đây không gọi là nhiều, không gọi là nhân lớn. Điều này chúng ta không làm được. Mặc dù thành vô di, nghĩa là cho dù, mặc dù có thể đạt được vô di này là tương tự vô di, không phải thật sự vô di. Tương tự vô di là những gì? Thiền định là tương tự vô di. Có người ở trong định,
tâm họ được thanh tịnh, tương ưng với pháp môn vô vi. Tuy tương ưng với pháp vô vi, định của họ duy trì không lâu, cho nên họ chỉ là tương tự, không phải vĩnh hằng. Nếu đạt được đến này vĩnh viễn bất thoái, là họ đã thành tựu, gọi là chứng được pháp vô vi chân thật. Vấn đề này Kinh Lăng Nghiêm cũng nói rất rõ ràng, phải chứng đến cửu thứ đệ định mới là chân vô vi. Định thứ 9, còn 8 vị thứ ở trước thì sao? Bát định thì sao? Chính là tứ thiền bát định. Tứ thiền tức thiền định của trời, tứ thiền. Bát định là tứ thiền, thêm vào trời tứ không. Không phải ngoài tứ thiền còn có bát định. Trong bát định bao gồm tứ thiền không bao gồm bát định. Tứ thiền thêm vào trời tứ không, đây gọi là bát định. Tám vị thứ này, tức ở đây nói, mặc dù thành vô vi, tám loại định này là tương tự vô vi. Ta chứng được quá vị này cũng vô dụng. Cho dù sanh đến tầng trời cao nhất, trời phi tưởng, phi phi tưởng, đây là cao nhất trong 28 tầng trời của tam giới. Thọ mạng tám vạn đại kiếp, thực tế mà nói, thọ mạng này chính là định công của họ. Trong thời gian dài như thế, định của họ không bị mất, họ có thể giữ được lâu như vậy. Nhưng tám vạn đại kiếp vẫn có kỳ hạn, hết thời kỳ đó định công của họ mất đi. Mất đi ở trên không còn chỗ, nhất định bị đọa lạc, vẫn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Họ đọa vào sát giới, dục giới, thậm chí đọa vào ba đường ác. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói về điều này rất rõ ràng, đây gọi là trèo cao té nặng. Đây là sự thật. Vì sao nói té nặng? Vì họ đến cảnh giới đó, tự cho rằng mình đã thành Phật, tự cho rằng đã chứng đại bát niết bàn. Đây gọi là đại vọng ngữ, cũng cao ngã mạn. Đại vọng ngữ là nghiệp nhân đọa vào địa ngục, hủy bán tam bảo. Đến khi bị đọa lạc, họ liền hủy bán. Quý vị xem chư Phật nói, chứng được đại bát niết bàn là không còn đọa lạc. Tôi đã chứng được đại bát niết bàn, vì sao vẫn đọa lạc? Có thể thấy tất cả những lời Phật nói đều là giả, đều là lừa bịp. Họ chưa hề chứng được, tự họ ngộ nhận mình đã chứng được. Đây là tri kiến sai lầm của họ. Thêm vào tội hủy bán tam bảo, tội nghiệp này khiến họ nhanh chóng đọa vào ba đường ác. Đây gọi là té nặng. Cho nên họ tất hoàng nhân sanh thù kỳ túc trai, họ không thể ra khỏi tam giới, ở trong tam giới nhiều đời nhiều kiếp, giao tiếp với rất nhiều chúng sanh, ân oán nợ nần đã kết nhiều vô số kỷ, đã gặp thì phải trả. Như ngã mã mạch, chánh đẳng vô dị. Thực tị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, làm gì có chuyện còn trả nợ. Ở trước
Tôi từng nói với quý vị về Đại sư An Thế Cao, Ngài còn trả nợ mạng 2 lần. Chuyện này trong truyện ký có ghi chép. Đây đúng là một bậc chân tu. Vẫn còn những vấn đề này ư? Có. Nhưng có đối với Ngài mà nói không giống với chúng ta. Chúng ta phải trả nợ, còn Ngài chỉ là biểu diễn cho chúng ta thấy. Ý nghĩa quan trọng nhất là Ngài nhắc nhở chúng ta: tôi đã thành Bồ Tát, đã thành Phật, khi gặp duyên tôi cũng phải thọ báo. Vậy chúng ta là hàng phàm phu kém cỏi, làm gì có chuyện không chịu ác báo. Là cảnh giác chúng ta, chúng ta thật sự thọ báo, chư Phật Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta thấy, cảnh cáo chúng ta tuyệt đối không được làm điều ác. Vậy ta đoạn ác tu thiện. Mã mạch chi báo. Trong kinh Đức Phật nói, đây là tự thuật bản thân Ngài về một đoạn nguyên nhân trong quá khứ. Điều Đức Phật nói đều là nhân trồng được từ những kiếp lâu xa về trước. Mà lần này, tức ở nước Xá Vị, sự gì phát sanh tại nước Xá Vị? Nước Xá Vị có vị vua tên A Kỳ Đà. Chúng ta biết thời đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tương đương với thời nhà Chu Trung Quốc. Thời nhà Chu trước Xuân Thu Chiến Quốc, Trung Quốc chưa thống nhất, Ấn Độ cũng chưa thống nhất. Trong cổ thư Trung Quốc nói 800 chư hầu, nghĩa là có hơn 800 quốc gia. Chư hầu đều là quốc vương. Bởi vậy, chính phủ trung ương chẳng qua chính là quốc gia cường thịnh nhất. Mọi người đều tôn kính họ, giống như chủ tịch các nước liên bang vậy. Thật ra, mỗi nước chư hầu đều là nước độc lập. Quan hệ của họ với nhà Chu, thực tế bản thân nhà Chu cũng là một bộ lạc. Bộ lạc rất hùng mạnh. Quan hệ như thế nào? Dùng chính sách của nhà Chu, chính sách tức hiện nay chúng ta gọi là lịch, dùng theo giờ ngày tháng năm của họ, dùng giống như họ. Như ngày nay trên toàn thế giới mọi người đều dùng dương lịch, toàn thế giới dùng một loại tiện lợi cho việc giao tế. Lúc đó vua nhà Chu đối với chư hầu là ban phát lịch hàng năm. Nghĩa vụ của họ đối với vua Chu khoảng cách gần một chút, một năm tiến cống một lần. Tiến cống tức là tặng lễ vật cho vua Chu. Lễ vật là thổ sản. Đặc sản ở đây là gì? Tặng một ít cho nhà Chu. Nếu ở xa, 3 năm triều cống một lần, cho thấy tất cả đều là nước độc lập. Ấn Độ cũng như vậy. Cho nên Ấn Độ nói có thể nước đó so với chúng ta hiện nay còn nhỏ hơn một vùng hay một trấn.
Quý vị xem chúng ta đọc trong sách cổ, trong tứ thư, quý vị thường thấy phạm vi nước lớn là 100 dặm. Nước nhỏ 20-30 dặm. Diện tích 20-30 dặm không lớn, rất nhỏ. Một xã hiện nay ngày xưa là một nước nhỏ. Nước xá vệ cũng là một bộ lạc nhỏ. Quốc vương bộ lạc này mời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mời Ngài đến đây hoằng pháp. Lúc đó đệ tử của Đức Phật Thích Ca có 500 vị. Có 500 vị tỳ kheo thường đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thời hạn mời Ngài là 3 tháng. Cúng dường, quốc dương cúng dường. Vào lúc đó quốc dương bị ma mê hoặc, bị ma đầu độc, thích hưởng thụ khoái lạc, ngũ dục, chơi bời, phóng túng, quên mất việc mời Đức Phật Thích Ca và 500 đệ tử. Khi họ đến không có ai cúng dường, không có gì ăn. Cho nên sau khi đến nước xá vệ đại khai khoảng 6 ngày, mời đến cúng dường được 6 ngày, 6 ngày sau không có ai cúng dường. Chư vị biết thời gian 3 tháng mới có 6 ngày, 6 ngày đầu có người cúng dường, sau đó đều không có. Gặp năm mất mùa, khắp nơi đói khát, lương thực rất khó khăn, tức là ra bên ngoài khất thực, trì bá khất thực rất khó khăn, rất ít người cúng dường. Lúc này có một người nuôi ngựa. Gặp những người nuôi ngựa, ngựa có thức ăn của ngựa. Người nuôi ngựa thấy tăng đoàn của Đức Phật rất nhiều người đều không có cơm ăn, liền đem thức ăn của ngựa lấy bớt một ít đem ra cúng dường Phật, cúng dường cho chư vị tỳ kheo. Đến ngày thứ 90, quốc vương đột nhiên nhớ lại: tôi thỉnh Phật, thỉnh chúng tăng đã nhiều ngày như thế, không biết họ ra sao, có ai cúng dường cho họ chăng? Đều không có. Lúc này mới nhớ lại. Khi nhớ lại thì quốc vương cầu Phật xin sám hối. Đây là câu chuyện có thật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phước báo lớn như thế mà còn gặp nạn. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca có mã mạch chi báo suốt 3 tháng. Ở Trung Quốc, Đức Khổng Tử là đại thánh đại nhân, cũng có lúc gặp cảnh khó khăn, không có gì ăn. Bậc đại thánh nhân, do đó Tôn giả Xá Lợi Phật liền hỏi Phật về nhân duyên, thỉnh giáo Phật vì sao Ngài gặp quả báo này. Đức Phật nói: trong đời quá khứ, đây là việc rất lâu xa về trước, vào thời Phật Tỳ Bà Thi. Lúc đó có một vị quốc vương thỉnh Phật và chúng tăng. Sau khi Phật và chư vị tỳ kheo ứng cúng, đương nhiên trong tăng đoàn có người bệnh hoạn. Người bệnh không thể cùng đi chung. Sau khi ngỏ trai xong, họ xin đem về một ít cho tỳ kheo bị bệnh, đem về một phần cho vị này.
cũng là việc thường tình. Lúc này gặp một vị phạm chí, trong Phật pháp gọi là ngoại đạo, nhưng họ cũng là người tu hành. Phật xuất hiện tại thế gian, tôn giáo Ấn Độ vô cùng phát triển. Trong kinh ghi chép có 96 phái ngoại đạo. Ngoại đạo không phải là lời nói chê bai, cũng không phải khinh thị người khác, chứ vậy nhất định phải biết vì sao gọi là ngoại đạo. Tâm hướng bên ngoài cầu pháp, phàm những ai cầu pháp bên ngoài đều gọi là ngoại đạo. Phật pháp là cầu tự tánh. Nhưng hiện nay chúng ta học Phật, trong nhà Phật có không ít ngoại đạo. Nhà Phật gọi là nội ngoại môn. Vì sao vậy? Họ cũng là cầu pháp bên ngoài tâm, cầu Phật, cầu Bồ Tát gia hộ họ thăng quan phát tài, đây đều là ngoại đạo. Người học Phật chúng ta có thể cầu chăng? Có thể. Có thể cầu vậy, cầu như thế nào? Phải hướng vào bên trong cầu, không được cầu bên ngoài. Cầu bên ngoài là sai. Cầu bên trong là sao? Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta làm theo phương pháp đó, đây là cầu bên trong. Ở Trung Quốc có trường hợp rất điển hình, thật ra có rất nhiều trường hợp nói không cùng. Ghi chép lại từng trường hợp, cung cấp cho mọi người tham khảo. Liễu Phàm tiên sinh, ông đem những gì mà mình tiếp thu được từ lời dạy của thiền sư Dân Cốc, hiệu quả tu học trong đời, viết nó thành sách truyền lại cho con cháu, lưu truyền cuốn sách này. Người giống như Viên Liễu Phàm ở Trung Quốc nhiều vô số không kể hết. Đúng là có cầu tất ứng. Thiền sư Dân Cốc không dạy Viên Liễu Phàm ngày ngày lạy Phật xin Phật ban phước, không có. Là dạy ông đoạn hành vi ác, đoạn tập khí, giữ tâm tốt, làm việc lành, tự nhiên chiêu cảm được quả báo. Đây là cầu từ tự tánh. Có cầu tất ứng. Cầu như vậy là đúng, hợp lý, hợp pháp. Nếu nói tập khí, khuyết điểm của bản thân đều không thay đổi, cầu may xin Phật Bồ Tát gia hộ, xin Phật Bồ Tát ban phước, chẳng những không cầu được, trái lại tội càng thêm nặng. Vì sao vậy? Vì quay Phật Bồ Tát như tham quan ô lại. Tôi cúng dường một chút, Ngài phải báo đáp tôi gì đó. Ngài gia hộ cho tôi phát tài, phát 100 vạn, tôi cúng cho Ngài 1 vạn, bàn điều kiện với Phật Bồ Tát. Quý vị coi Phật Bồ Tát là hạng người nào vậy? Bởi vậy tâm bất chính, tâm không thanh tịnh, như vậy làm sao cầu được? Phật pháp phải cầu từ trong tâm tánh. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch ý của hai chữ ngoại đạo, tuyệt đối không phải coi thường. Đức Phật gặp vị phạm chí này là một vị ngoại đạo thuộc Bà La Môn. Gặp vị này, họ tu hành cũng rất khó được. Thực tế mà nói, những tôn giáo tu học cao cấp ở Ấn Độ, nói như chúng ta hiện nay, quả thật họ hơn rất nhiều tôn giáo.
Như bây giờ chúng ta biết Đạo Thiên Chúa, Đạo Cơ Đốc, Đạo Hội đều không sánh bằng. Nó đích thực có công phu thiền định. Mục đích của họ là sanh lên cõi trời, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới đều là mục tiêu họ hướng đến. Đức Phật dẫn tăng chúng khất thực trở về, còn mang theo thức ăn cho vị tỳ kheo bị bệnh. Trên đường gặp những người ngoại đạo này, ngoại đạo ngửi thấy mùi thức ăn liền tạo khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp này bất luận họ cố ý hay vô ý, hình như trách cứ tăng đoàn của Đức Phật. Vì theo Phật đều cạo đầu, những người đầu trọc này họ chỉ đáng ăn thức ăn cho ngựa, chỉ xứng ăn thức ăn của ngựa, làm gì mà có được phước báo lớn để hưởng thụ sự cúng dường phong phú đó. Khởi ý niệm này, nói ra những lời này, ngoại đạo cũng có đồ chúng. Họ không phải một người, đồ chúng của họ có 500 người, kêu đồ chúng của họ mắng nhiếc tăng đoàn xuất gia của Phật. Đây là nhân trong đời quá khứ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tạo ra vị Phạm Chí đó là tiền thân của Phật Thích Ca. Tiền thân của Ngài. Hiện nay 500 vị tỳ kheo đi theo chính là đệ tử của Ngài lúc đó, là nhóm người đó. Bây giờ tuy đã thành Phật chứng A-la-hán, thật sự họ chịu quả báo ăn 3 tháng thức ăn của ngựa. Điều này chứng minh bất luận có tâm hay vô tâm, đừng tưởng rằng nói rồi là thôi, việc liên quan mãi đến đời sau. Chúng ta hiểu rõ sự thật này, vậy cần phải chú ý. Khởi tâm động niệm đều phải thanh tịnh. Phải biết rằng khởi tâm động niệm là đang tạo nghiệp nhân. Nghiệp nhân này nếu không ra khỏi tam giới, gặp duyên nhất định thọ báo. Chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, tập khí ác nghiệp rất nặng. Thông thường trong cuộc sống hàng ngày, hoặc đối với người, hoặc đối với việc, khi không như ý, trong lòng không vui, miệng lập tức phát ra lời ác. Không biết vì sao quả báo đáng sợ. Quả thật rất đáng sợ. Thử nghĩ xem trong đời này, mặc dù chúng ta dùng tâm thuần thiện đối nhân tiếp vật, dùng tâm tốt, nhưng như thế nào không được quả báo tốt. Người khác có ác ý với mình, thêm vào hành vi ác. Quý vị muốn hỏi đây không phải quá bất công sao? Nguyên nhân này là gì? Có nguyên nhân. Giữa người với người, mặc dù suốt đời chỉ gặp một lần, gật gật đầu
hoặc liếc nhìn một cái đều có nhân duyên từ đời trước, tương lai đều có quả báo. Đây là sự thật tuyệt đối không thể tránh khỏi. Người học Phật chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, cho nên khi gặp thuận cảnh, bản thân tự biết có nhân duyên của nó. Khi gặp cảnh duyên không thuận, chúng ta cũng hiểu đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, đều hiểu hết. Khi thấu hiểu, tâm chúng ta thanh tịnh. Thuận cảnh không cần nói, khi gặp nghịch cảnh cố gắng vượt qua. Tuyệt đối không oán trời trách đất. Đây là trả nợ, nợ này kết thúc, không còn kết oán mới. Điều này rất quan trọng. Giờ đây có thể biết Phật dạy chúng ta xả, dạy chúng ta buông bỏ, thực tế là một phương pháp tốt, trong quá trình tu học. Xả vọng niệm, tâm tự nhiên thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới có thể thấy được chân tướng sự thật, sau đó xử lý vấn đề này mới hợp tình hợp lý. Vấn đề này tự mình hiểu. Nhữ giáo thế nhân tu tam ma địa, hậu đoạn thâu đạo, thị danh Như Lai, tiên Phật Thế Tôn, đệ tam quyết định, thanh tịnh minh hội. Đây là tiếp theo phần trước. Đoạn dâm, đoạn sát. Thứ ba là đoạn tâm trộm cắp. Đoạn này rất quan trọng. Đây là Đức Phật dạy hàng đệ tử truyền bá giáo pháp của Phật. Dạy học như vậy là đúng. Phương pháp giáo hóa chúng sanh tương đồng với tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. Nghĩa là tương ưng mà không trái. Tuyệt đối không có vị Phật nào nói không từ bỏ trộm cắp cũng có thể chứng được tam ma địa. Không từ bỏ trộm cắp cũng có thể chứng được vô thượng bồ đề. Tuyệt đối không nói như vậy. Cho nên đây là giáo huấn rất rõ ràng, rất minh bạch. Quan trọng nhất là tuyệt đối không được có tâm trộm cắp. Nói như hiện nay, tâm trộm cắp tức là nhất định không được có tâm sai trái. Không phải thứ mình đáng có, ta mong cầu hy vọng có được, đây là tâm trộm cắp. Có tâm này không thể ra khỏi tam giới. Lại nói với chư vị, cho dù bản thân đáng có được cũng phải xả bỏ nó.
nhất định phải hiểu. Thân thể này của chúng ta hiện nay lưu lại ở thế gian, muốn duy trì cuộc sống, ăn mặc ở đi không thể thiếu. Bản thân nhất định phải cân nhắc, vừa đủ là được. Đức Phật thường dạy chúng ta biết đủ. Đủ này có một tiêu chuẩn. Khi Đức Phật còn tại thế, có tiêu chuẩn cuộc sống thấp nhất. Quý vị thấy ngày ăn một bữa, ba y một bát, trong môi trường của vùng nhiệt đới đó không thể nào ít hơn nữa. Duy trì một tiêu chuẩn thấp nhất. Đây là xả. Phật đối với hàng cư sĩ tại gia mức độ mở rộng hơn. Cư sĩ tại gia xã hội có một số tiêu chuẩn của xã hội. Duy trì tiêu chuẩn cuộc sống của người bình thường, như vậy là được, không cần xa hoa. Vậy là đúng. Tiêu chuẩn tùy theo thời đại, tùy theo vùng miền mà có khác nhau. Điều này cần chúng ta phải dùng trí tuệ để phân biệt. Nếu bản thân dư giả, nên bố thí cúng dường cho những người có nhu cầu trong xã hội. Chúng ta cúng dường họ, bố thí cho họ, làm như vậy là đúng. Tuyệt đối không tham đắm hưởng thụ. Đây là dạy chúng ta đoạn tâm trộm cắp. Đoạn kinh văn tiếp theo, Đức Phật lại dạy chúng ta: làm sao xác định đã chứng được tam muội hay chưa? Vì thế đoạn khai thị này vô cùng quan trọng. Thị cố A Nan, nhược bất đoạn thâu tu thiền định giả, thí như hữu nhân thủy quán lậu chi, dục cầu kỳ mãn, túng kinh trần kiếp, chung vô bình phục. Đây là Đức Phật đưa ra một ví dụ. Chi là đồ dùng đựng rượu, như ly rượu bây giờ, nó lớn hơn ly rượu một chút. Trong viện bảo tàng cố cung chưa gì có thể nhìn thấy. Ví như đồ đựng rượu này bên dưới có thủng một lỗ khiến nó bị chảy. Chảy nghĩa là sao? Chảy biểu trưng tâm trộm cắp. Tâm trộm cắp làm công đức của mình chạy hết, khiến mình không thể thành tựu định tuệ. Ba loại công đức của giới định tuệ đều không thể thành tựu, đều chảy ra từ lỗ hổng này. Dĩ như vật đựng rượu bị chảy, chúng ta rót rượu vào, rót thế nào cũng không đầy được. Vì sao vậy? Vì rót vào bên này bên kia chảy ra. Ví dụ này dễ hiểu. Bởi vậy tu định
Phạm vi của câu này rất rộng, rất lớn. Ở trước đã trình bày với quý vị, Phật Pháp Đại Tiểu Thừa, tất cả các tông phái pháp môn, danh từ chung của tu học chính là thiền định. Nội dung dạy học của Phật Pháp là tam học giới định tuệ. Giới là kỹ xảo giúp chúng ta được định. Định là then chốt. Khi đạt được định mới khai trí tuệ. Nhân định phát tuệ. Tuệ là mục tiêu, định là then chốt, quan trọng vô cùng. Chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật tam muội, chính là thiền định, cho thấy không được có tâm trộm cắp. Có nó chúng ta tuyệt đối không đạt được nhất tâm. Muốn đạt được nhất tâm bất loạn, được nhất tâm, được niệm Phật tam muội, phải đoạn tận ý niệm này. Tiếp theo, Đức Phật lại lấy thêm một ví dụ nữa để nói rõ cho chúng ta. Nhược chư tỳ kheo, y bát chi dư, phân thốn bất súc, khất thực dư phần, thí ngạ chúng sanh. Tỳ kheo là nói đến người xuất gia, hàng đệ tử xuất gia. Khi Đức Phật còn tại thế, quả thật là như vậy. Tài vật của người xuất gia chính là y bát. Bát dùng để ăn cơm, y để che thân thể. Thời cổ đại, đệ tử tại gia cúng dường một bát cơm rất dễ. Cúng dường một chiếc y là việc vô cùng khó khăn. Không như hiện nay, xí nghiệp dệt may rất phát triển. Muốn có áo quần rất dễ. Ngày xưa giải dốc đều dệt bằng thủ công. Một ngày dệt được bao nhiêu? Vật liệu may mặc của một chiếc áo phải dệt rất nhiều ngày, cho nên vật liệu may mặc rất khó có được. Phật tử tại gia cúng dường y cho người xuất gia rất khó khăn. Người xuất gia cũng phải thông cảm người tại gia, không được làm khó họ. Vì vậy Đức Phật dạy người xuất gia, ngoài khất thực ra, khất y là gì? Khất y phấn tảo. Thế nào gọi là y phấn tảo? Là y phục của quý vị mang rách, đã cũ, không cần đến, đem ra bố thí cho người xuất gia. Tỳ kheo xuất gia cầm nó đương nhiên cũng không dùng được, liền cắt lại những miếng nào còn dùng được, tích lũy dần. Đến khi nào may đủ một chiếc y, đem nó ra may lại. Giờ đây có thể biết chiếc y này chất liệu không giống nhau, màu sắc cũng khác nhau. Cho nên vì sao chiếc y của người xuất gia trong một điều có từng mảnh từng mảnh? Vì chiếc y này xuất phát từ đó, may lại từng mảnh vải khác nhau.
Nếu diện tích giải này lớn một chút, đem nó làm y ngũ. Y ngũ là 5 điều. Chiếc y lớn này tất cả 5 điều. Nếu nguyên liệu nhỏ, diện tích nhỏ thì may y 25 điều. Phật có quy định y có 5 điều, có 9 điều, có 11 điều, 17 điều đều là số lẻ. Nhiều nhất là 21 điều. 21 điều miếng vải rất nhỏ, từng miếng rất nhỏ may lại với nhau. Sau khi may xong thì đem nhuộm màu, nhuộm thành màu cà phê đậm. Lấy màu này không lấy màu gốc. Màu gốc có 5 loại: đỏ, vàng, lam, trắng, đen. 5 loại này gọi là màu chính. Họ trộn 5 màu này lại với nhau gọi là tạp sắc, cho nên gọi là cà sa. Cà sa là tiếng Ấn Độ. Cà sa dịch sang tiếng Trung Quốc nghĩa là tạp, tức là hỗn tạp, gọi là y tạp sắc. Y xuất phát từ đây. Một người xuất gia có mấy chiếc y? 3 chiếc. Y 7 điều, y 5 điều và y 25 điều. 9 điều trở lên gọi là đại y. Ở Ấn Độ có 3 chiếc y này là đủ. Khí hậu lạnh nhất đắp cả 3 chiếc y. Khi trời nóng họ chỉ đắp 1 chiếc y. Đắp 1 chiếc y xuất phát từ đó. Nói về bát lớn hay nhỏ, hợp với lượng cơm của mình. Không được lớn quá, cũng không được quá nhỏ. Gọi là ứng lượng khí, vừa đủ cho lượng thức ăn của mình. Cho nên ngoài y và bát ra, họ không có gì khác. Phân thun bất súc, không có tích trữ, tâm họ thanh tịnh. Huống gì Đức Phật khởi xướng ngày ăn 1 bữa, đêm ngủ dưới gốc cây. Người xuất gia không có nhà ở, ở dưới gốc cây. Một gốc cây chỉ được ở 1 đêm, không được ngày ngày ở đó. Ngày nào cũng ở, dễ khởi tham ái đối với chỗ này. Vì thế phải xả. Có rất nhiều quy củ, mục đích của nó là dạy chúng ta bỏ tâm trộm cắp. Bóng cây này rất râm mát, phong cảnh môi trường rất tốt. Ngày ngày đến đây, buổi tối đến đây ngồi thiền. Đây chính là tâm trộm cắp. Quý vị thử nghĩ xem, khó khăn biết bao. Quý vị thích chỗ này khởi tham ái, quả thật không dễ. Vậy là tâm không thanh tịnh. Khất thực, có khi khất thực nhiều ăn không hết. Ăn không hết không được để lại ngày mai. Thực tế mà nói, chế độ của Phật rất hợp vệ sinh. Thức ăn còn thừa đem bố thí cho chim chóc, cho chúng ăn, nhất định không được giữ lại,
không được để lại bữa ăn sau, không được. Cho nên mỗi ngày phải đi khất thực một lần. Nhận sự cúng dường của đại chúng, đem bố thí cho súc sanh, kết duyên. Đây là phương thức sinh hoạt thời Đức Phật, thời đại không ngừng tiến bộ. Tại Ấn Độ, người tại gia bất luận có học Phật hay không, khắp nơi đều tôn trọng người xuất gia, đều bố thí ẩm thực. Một người xuất gia ở Thái Lan, ở Sri Lanka, hiện nay mỗi ngày khất thực đều có người cúng dường. Không trở về không? Nhưng nếu ở Mỹ đi khất thực, e rằng sẽ trở về bát không, không có ai cúng dường. Ở Trung Quốc cũng không được, cũng không có ai cúng dường. Đây là môi trường sống không giống nhau. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đây là do quốc gia đế vương phái đặc sứ đến cung thỉnh về, cung thỉnh về Trung Quốc. Trung Quốc đối với hiếu thân tôn sư, quan niệm này, hành trì này, mãi cho đến nay vẫn còn tồn tại. Đâu có chuyện để thầy mình ở ngoài nơi hoang dã, đâu có chuyện để thầy mình ra ngoài khất thực, không có đạo lý này. Phong tục tập quán của người xưa khác với Ấn Độ. Bởi vậy sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, người xuất gia bắt đầu nhận sự cúng dường của Dương Cung Đại Thần. Có tinh xá để ở, không cần tối ngủ dưới gốc cây. Tinh xá đều xây dựng rất tốt. Ba bữa ăn có người cúng dường cho họ, không cần tự mình buôn ba đi ra ngoài, đi khất thực. Đây là sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tình hình sinh hoạt hoàn toàn thay đổi. Trung Quốc hóa, khí hậu của Trung Quốc không giống với Ấn Độ. Ấn Độ ở phương Nam, Trung Quốc ở phương Bắc, khí hậu lạnh lẽo, ba y không đủ ấm. Do đó sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, mặc y phục như người đọc sách. Trang phục ngày xưa thuộc về lễ phục, rất chú trọng. Người xuất gia chúng ta bây giờ mặc áo tay rộng này gọi là áo tràng. Áo tràng là lễ phục thời nhà Hán. Phật giáo truyền đến Trung Quốc vào thời Hán. Điều duy nhất khác người tại gia là gì? Chính là trên y phục không thêu hoa văn, trắng đen. Y phục người tại gia trên cổ đều thêu hoa, quanh viền đều thêu hoa. Người xuất gia không thêu hoa văn, một màu. Như mặc áo tràng vậy, áo tràng thuộc về lễ phục. Vào thời đó chỉ có giai cấp đại phu mặc, nghĩa là nói người đọc sách mặc.
người làm quan mặc, không phải người làm công việc thô nặng. Như áo ngắn chúng ta đang mặc đây là thường phục, trang phục để làm gì? Trang phục này để giai cấp lao động mặc. Ống tay ngắn làm việc phương tiện hơn. Người tại gia cũng đều thêu hoa. Quý vị xem trang phục ngày xưa đều có thể thấy trang phục của người tại gia và người xuất gia hoàn toàn giống nhau. Chỉ là người xuất gia dùng màu nhã, không có hoa văn. Đương nhiên ở Trung Quốc khí hậu bốn mùa khác nhau, trang phục của chúng ta cũng khác nhau. Y phục bốn mùa, do đó người xuất gia ở Trung Quốc cuộc sống hoàn toàn Trung Quốc hóa. Khi tụng kinh, khi hành lễ, đắp thêm chiếc cà sa. Bây giờ chúng ta gọi là đắp y, tức là cà sa. Đắp cà sa vào, nó có ý nghĩa làm kỷ niệm, thấu hiểu tình hình sinh hoạt lúc Thế Tôn tại thế. Ngày nay chúng ta không bao giờ quên. Nhìn thấy chiếc y này, nhìn thấy cái bát này. Hiện nay không dùng đến bát, y bây giờ cũng ít dùng. Nhớ đến việc thanh tu khổ hạnh thời đó, có thể xả bỏ điều khó xả, nhắc nhở chúng ta điều này. Chúng ta thấy y bát, phải biết tất cả đều có thể xả bỏ. Điều này vô cùng quan trọng. Nếu như nhất định đem ra bố thí, hoan hỷ bố thí, ư đại tập hội hợp trưởng lễ chúng, hữu nhân chủy lỵ đồng ư xưng tán. Câu ở trước là đoạn tâm ngạo mạn. Câu sau là đoạn tâm sân nhuệ. Tham sân si mạng nghi, đây là căn bản phiền não. Nói cách khác, chỉ cần có một thứ tồn tại, nhất định chướng ngại tam ma địa. Cũng chính là nói, chúng ta niệm Phật muốn niệm đến công phu thành phiện, niệm đến nhất tâm bất loạn. Nếu như có thứ này, tuyệt đối không đạt được. Những thứ này chưa chắc từ bên ngoài đến. Bên ngoài đến là duyên, bên trong có gọi là nhân. Vì sao hàng sơ học chọn môi trường u tịch, diễn ly xã hội? Diễn ly là đoạn tận duyên, khiến tâm dần dần thanh tịnh. Nếu vừa tiếp xúc với xã hội lại khởi tâm động niệm, vậy là xong. Tiểu thừa tu học, hàng sơ học đại thừa cũng như vậy, nhất định phải xa lìa ngoại duyên, diễn ly càng xa càng tốt. Giữ hoàn cảnh thanh tịnh,
không có những ác duyên này, tuy có tập khí, có phiền não, không có ai dụ dỗ, dần dần cũng an định, cũng an tịnh. Hoàn cảnh hiện nay không như ngày xưa. Ngày xưa chùa chiền được xây dựng nơi rừng núi, vậy là được rất xa thôn trang, ít nhất cũng cách 2-3 dặm đường. Nhà Phật gọi là Lan Nhã. Lan Nhã là tiếng Ấn Độ, dịch sang tiếng Trung nghĩa là nơi rất an tịnh. Tiêu chuẩn an tịnh là gì? Chăn nuôi ở trong thôn, không nghe được tiếng trâu bò kêu. Hoàn cảnh này rất thanh tịnh. Bây giờ không được. Hiện nay máy bay khắp nơi, âm thanh còn lớn hơn tiếng trâu bò. Bây giờ muốn tìm một nơi thanh tịnh không dễ dàng. Huống gì TV tin tức đã đưa và đến tận nhà. Ngày xưa người tu hành ở trong chùa rất ít xuống núi, không có việc gì quan trọng không xuống núi. Dưới núi phát sinh chuyện gì phải có người lên núi nói mới biết một chút tin tức. Dưới núi phát sinh chuyện gì có thể 10 ngày nửa tháng mới có người lên núi. Bởi vậy muốn biết tin tức dưới núi không dễ. Bây giờ bật tivi nghe tin tức, vấn đề trên toàn thế giới đều biết ngay lập tức. Như vậy làm sao tâm an định được? Hiện nay thực tế mà nói, ngoại duyên tu hành của chúng ta so với cổ nhân thua quá xa. Người bây giờ tu hành thành tựu tam muội, cổ nhân không thể không khâm phục. Vì sao vậy? Nếu cổ nhân sống trong thời đại này, rất nhiều người không thể thành tựu. Nếu thật sự trôi lăn trong hồng trần, họ có thể không động niệm, có thể thành tựu tam muội, có ai không phục chứ? Bởi vậy hiện nay tu hành khó hơn trước nhiều. Tu hành thành tựu so với thành tựu của cổ nhân cao hơn gấp nhiều lần. Đây là thật. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, bản thân phải quý trọng nhân duyên. Đừng cho rằng hoàn cảnh chúng ta hiện nay không tốt. Nói thật, hoàn cảnh tốt hơn cổ nhân. Vì sao vậy? Vì thành tựu cao hơn họ. Ta muội quý vị thành tựu được là chân thật ta muội, chịu được khảo nghiệm. Cổ nhân có rất nhiều thành tựu không trải qua sự thử thách. Đây là phiền não căn bản. Bởi vậy chúng ta phải nỗ lực đoạn tận tất cả mọi phiền não, chính là nỗ lực xả bỏ, buông bỏ. Đại tập hội trung, hợp trưởng lễ chung. Vì sao vậy? Vì nơi chỗ đông người càng phải sanh tâm cung kính. Vì nơi đông người có người giống như mình, có người mạnh hơn mình, còn có rất nhiều người không bằng. Tâm phân biệt, tâm đố kỵ ngạo mạn thường hiện hình ngay lúc này, sanh khởi ngay lúc này. Đức Phật dạy chúng ta phải định tâm lại, lễ kính đại chúng. Thực tế mà nói, đây chính là lễ kính chư Phật trong thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát.
phải tu tâm cung kính, lấy chân thành cung kính đối đãi với chúng sanh. Đây là đoạn tâm ngạo mạn. Nếu có người trách mắng, nhục mạ, lúc này quý vị phải đồng như xưng tán. Vì một số người ở trong cảnh giới này thường sanh khởi tâm sân nhuệ, sanh khởi tâm bất bình, thậm chí sanh khởi tâm báo phục, phá hoại toàn bộ tam ma địa của quý vị. Như nhà Phật nói, ngọn lửa thiêu cháy rừng công đức. Đây là lửa gì? Là lửa sân nhuệ. Công đức là gì? Tam ma địa là công đức. Chúng ta niệm Phật công phu thành phiến là công đức, nhất tâm bất loạn là công đức, nhất niệm tâm sân nhuế khởi lên, công đức đều không còn, tâm sẽ loạn. Đây là điều đáng sợ nhất. Trong đời của một người tu phước rất dễ, tu một chút phước báo rất dễ, tu công đức thật sự không dễ. Nếu quý vị nói tu tích công đức, quả thật công đức rất yếu. Thử nghĩ xem, lần trước nổi giận là ngày nào? Khi nổi giận, trước đó không tỉnh. Từ sau khi nổi giận đến nay, tâm địa bình tĩnh, chỉ được chút công đức như thế. Hôm qua nổi giận, công đức quý vị chỉ còn một ngày. Sáng hôm nay nổi giận, công đức quý vị chỉ còn mấy tiếng. Nếu vừa mới nổi giận, công đức mất hết. Không dễ, không dễ chút nào. Khi gặp nghịch cảnh nghịch duyên, phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được khởi phẫn nộ. Bản thân phải nhận thức rõ ràng, đó là gì? Là ma bên ngoài thấy ta tu được công đức, họ sanh đố kỵ, họ không phá hoại được, chỉ có khuyên mình, khuyên mình tự đốt công đức, nhanh chóng đốt cháy nó. Quý vị quá nghe lời liền đốt cháy nó, như vậy không oan uổng sao? Nếu thông suốt chân tướng sự thật, bất luận nghịch cảnh gì, nhất định không động tâm. Tôi phải giữ công đức của mình. Như vậy thành tựu niệm Phật Tam Muội không khó. Phàm không thể thành tựu Tam Muội, nói thật, 8-9 phần đều do tâm sân nhuế phá hoại. Hơn một nửa là do tâm tham ái phá hoại. Tham sân phiền não nghiêm trọng. Đức Phật dạy chúng ta nhất định phải đoạn, phải nỗ lực đoạn, phải cố gắng xa lìa. Tuyệt đối đừng để bị lừa, đừng để bị ngoại cảnh mê hoặc. Điều này rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Tất sử thân tâm nhị cụ quyên xả, thân nhục cốt quyết giữ chúng sanh cộng. Thân là thân thể, tuyệt đối không tạo nghiệp. Tâm là ý niệm, tuyệt đối không có ác niệm. Cả hai thứ này đều xa lìa. Thân nhục cốt quyết giữ chúng sanh cộng. Đây là thành tựu trì giới thanh tịnh. Nhất định phải hiểu đạo lý này.
Nếu không hiểu rõ đạo lý và chân tướng sự thật này, không dễ làm được. Tục ngữ thế gian thường nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Lời này là ai nói vậy? Đây là ma nói. Người như thế nhất định không ra khỏi tam giới. Làm sao họ ra khỏi tam giới được? Ngã chấp quá sâu. Tu học Phật pháp quan trọng nhất là mở rộng tâm lượng. Tâm lượng hàng phàm phu, tâm lượng đó chỉ chứa được bản thân, ngoài mình ra không dung chứa được người nào khác. Vì thế mới có tranh chấp, mới có phiền não. Đức Phật nói với chúng ta về chân tướng. Chân tướng như thế nào? Chân tướng của tâm chúng ta là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Mỗi câu trong Kinh Lăng Nghiêm đều nói với chúng ta về chân tướng. Đó là tâm vốn có. Tâm lượng lớn như vậy, vì sao tâm chúng ta bây giờ biến thành nhỏ bé như thế này? Biến thành không thể dung chứa người khác. Tục ngữ thường nói, không được có tâm hại người, không thể không có tâm phòng người. Quý vị xem phòng người, phạm vi này quá nhỏ. Có gì đâu mà phòng. Không đề phòng tự tại biết bao, đề phòng mất hết tự tại. Không có gì đáng để đề phòng. Niệm niệm A-di-đà Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân tâm thế giới này đều không cần dạy phòng ai. Chỉ cần có tâm phòng người, chứ gì tự nghĩ xem, làm sao có thể thành tựu niệm Phật Tam Muội. Một người niệm Phật chân chánh, phòng người đều không cần thiết. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đang học Phật niệm Phật, không có kết quả, vẫn rơi vào bước đường như hôm nay. Rốt cuộc sai ở chỗ nào? Đoạn kinh văn này của Thế Tôn, bốn đoạn lớn của Thanh Tịnh Minh Hội, nói với chúng ta một cách rõ ràng minh bạch vấn đề xảy ra ở đâu. Nếu hôm nay trong đời này vẫn phạm sai lầm, đời này tất nhiên vẫn giống như quá khứ, trôi qua một cách vô ích. Không thể thành tựu. Vì thế phải buông bỏ, phải xả. Phải xả một cách sạch sẽ. Như vậy đời này mới không uổng phí. Lợi ích chân thật rốt ráo là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, không thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể thấy Phật A Di Đà. Tất cả mọi lợi ích đều là giả.
đều như mây khói thoáng qua, không phải thật. Giả cần phải xả, phải buông bỏ, thật phải nắm bắt, phải có năng lực phân biệt thật giả. Đừng nhìn sai. Bất tương Như Lai, bất liễu nghĩa thuyết, hồi di kỷ giải, dĩ ngộ sơ học, Phật ấn thị nhân đắc chân ta mùi. Câu này nói rõ, trong rất nhiều kinh điển Đức Phật có nói bất liễu nghĩa. Chúng ta cần phải chú ý, không được đem cách nói bất liễu nghĩa làm lá chắn của mình, là cái cớ, làm cái cớ cho mình. Vậy là sai. Như những bất liễu nghĩa nào? Trong kinh điển Tiểu Thừa Đức Phật nói, người xuất gia có thể cất giữ một ít tài vật khiến cuộc sống của mình được an định, tâm an tức đạo thịnh, có thể dưỡng đạo. Nếu ngày mai không thể giải quyết được vấn đề cuộc sống, hôm nay còn tâm trạng niệm Phật sao? Đây là cách nói bất liễu nghĩa. Cách nói này là nói với người chưa quyết tâm. Người có quyết tâm ngày mai vẫn chưa đến, quan tâm nó làm gì? Nghĩ đến nó làm gì? Đó là cách nói đối với người quyết tâm. Tương tự như vậy có rất nhiều. Trong kinh điển Đại Tiểu Thừa đều có, chúng ta nhất định có thể lý giải. Nếu không, người ta trích rất nhiều kinh điển để nói với chúng ta, chúng ta vừa nghe liền cảm thấy rất có đạo lý. Đây đều là Phật, rốt cuộc theo bên nào tốt? Ta lại mê hoặc. Hôm nay thời gian đã hết, bài học tiếp theo chúng ta bổ sung thêm ý này.